Rồi, xin chào tất cả các bạn ha. Hôm nay trình mình cho bạn xem cái hồ nuôi rùa của mình nha các bạn ha. Mình nuôi rùa nắp nè, rồi nuôi rùa cá sấu nè. Đó, và nuôi một chú ba ba nữa các bạn ha, nhưng mà nó mất tiêu rồi. Con ba ba nhỏ đây nè. À, thì đây chủ yếu là mình nuôi rùa cá sấu và nuôi rùa hờ, rùa nắp là nhiều ha. Thì hiện nay đây là các bạn mà xem con rùa cá sấu của mình ha. Con này khá là dữ các bạn ha, cẩn thận một xíu. Bây giờ con này to rồi. Đây các bạn ha. Con này bữa nay trên 2 kg rồi các bạn ha. Đây là rùa cá sấu nè các bạn. Rùa cá sấu nhà mình anh bị béo phì. Mình đang cho ăn chế độ ăn rau các bạn ơi, chứ còn mà ăn thức ăn không thì ăn rất là dữ ha. Nó này. Đây nó bị béo phì nè các bạn. Ha. Rồi. Đây là rùa nắp nè các bạn. Đây. Rùa nắp ha, hay là người ta kêu con rùa hộp bạn đó. Các bạn xếp thế nè. Đây là con cái nè các bạn. Con này khoảng ký hơn rồi. Đây. Rồi, đây nè, đây là con rùa nắp luôn mà, nhưng mà con này là con đực ha. Tiêu rồi. Chạy mất tiêu rồi. Nó quay lại đó. Đây mình nuôi nó cũng được 2 năm mấy 3 năm rồi. Đây nè, đây nè các bạn ha. Đây là rùa nắp đây. Đó, thì bây giờ mình sắp tới mình sẽ đổ thức chiêu trầy vào cho nó đẻ ha. Thì đây là nó, như thế bạn ha, mình cho ăn rau sống các bạn ha, rồi ăn cái loại thức ăn thực phẩm nó dễ ăn lắm đó. Thì mình bạn phải nuôi như mình như vậy ha, nó rất là dễ. Rồi thì đó là mình giới thiệu các bạn, cho bạn biết về cái cách nuôi hồ rùa cá sấu chung với nuôi rùa nắp ha bạn ha. Rồi, xin chào các bạn.